Em xin kính chào các bác nha, xin chào cả nhà đang xem nhá. Đấy, các bác nhà mình có like thì sưu tầm này cho em gái xin một nút like các bác nhé. Hôm nay em lên một cái tác phẩm phải nói là đẹp nhất Vịnh Bắc Bộ các bác ạ. Một cái rồ tam màu sắc hàng Tây Bắc Điện Biên. Rồ này thì như em vừa đếm những cái ngọc nụ hoa dài như vậy này. Đếm sơ sơ là hiện tại nó được khoảng tầm vào chắc tầm 100 ngọc nụ hoa. Có những ngọc thì được 7-8 vòi nụ hoa. Đây, nhà em mày đang đứng trên hai ghế này tại vì là cây nó cao quá, không không có cách nào mà để quay được nên là phải đứng trên hai cái ghế như này để quay các bác nhà mình ngắm được cái tác phẩm này. Đó, siêu đẹp các bác ạ. Bác nào mình lấy về trấn thủ vườn nhé, em nghĩ là chắc chả có vườn nào mà có những cái giò đẹp như này nữa các bác ạ. Siêu to các bác này. Ít thì là 4 vòi nụ hoa, có nhiều thì được 5 6 7 vòi nụ hoa đây ạ. Nụ hoa nó đây các bác này. À, tam bảo sắc Điện Biên. Hàng này là hàng đã nuôi thuần ở vườn được khoảng tầm vào 12 năm rồi ạ. Đây các bác nhìn mình ngắm hoa đi ạ. Quá tuyệt vời các bác ơi. Đấy, bác nào mà mình có nhu cầu sưu tầm để gọi là trấn thủ vườn thì các bác nhà mình nghiên cứu đến giò này nhé. Có những ngọn của nó dài được khoảng tầm 1,5 m, 1,7 m. Ngọc nụ hoa chi chít ạ. Nó cũng rất là nặng nên là em cũng chỉ có dành thời gian à em chỉ quay được một lát thôi. Rất là mong kính mong các bác nhà mình có bác nào có nhu cầu sưu tầm ấy về để trấn thủ vườn những cái tác phẩm đẹp như thế này thì các bác liên hệ cho em gái nhé. Mẹ để con quá trời các bác ơi, mẹ để con rất là nhiều luôn ạ. Đấy, các bác ngắm đi, siêu đẹp các bác nhé. Cũng rất là nặng nên là cũng không biết là đây một tác phẩm tam bảo sắc chuẩn hàng Điện Biên, nó khoảng tầm chính xác là nó khoảng tầm hơn 100 nụ hoa đấy, phải siêu nhiều ngọc nụ hoa. Bác nào mua hàng thì liên hệ theo số điện thoại bên em là 0385050491 nhé. Bản là xếp chân rết, lá rất to. Lá rất to ạ. Nuôi thuần khoảng tầm 12 năm rồi, mẹ để con nhiều các bác nhé. Đó, em xin kính mời các bác nhà mình. Giờ này thì em xin báo giá công khai luôn. Để bác nào có nhu cầu thì mình vào việc luôn các bác nhé. Giờ này em chia sẻ các bác nhà mình. Nói chung là những cái tác phẩm này các bác đi mua ở ngoài không có dưới giá 13, 14 triệu đâu ạ. Non 17, 18 triệu luôn đấy ạ. Em để cho các bác nhà mình cái giò siêu phẩm tam bảo sắc Tây Bắc Điện Biên này với giá bằng 5 triệu 800 các bác nhé. Đấy, 5 triệu 800k. Đó, bác nào mà mình có nhu cầu sưu tầm thì vào việc luôn các bác nhé. Gọi điện theo số điện thoại bên em là 0385050491 để vào việc. Đó, rất là đẹp luôn các bác ạ. Em cũng không quay nhiều được tại vì giò nó to quá. Em không mang ra bê vào để like được. Em chỉ có làm một cái video duy nhất của buổi hôm nay thôi. À, bác nào mà mình có gọi là hữu duyên mà mình gặp cái video của em mà các bác nhà mình đang có nhu cầu sưu tầm giò to thì các bác liên hệ cho em gái để mua hàng nhé. Em đứng xa xa một chút để quay được tác phẩm cả cái giò này. Đó. Và bây giờ em cũng xin để được dừng video ở đây. Đó. Rất là mong các bác nhà mình có nhu cầu sưu tầm này các bác liên hệ cho em gái để mua hàng nhé. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong phiên live của ngày hôm sau.